Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Trước mặt các bạn đây là cảnh mà anh em Cương đi giao cái bộ sập gỗ gõ đỏ Ghana cho anh Trọng và chị Phượng ở trong lòng Quảng Bình anh em nhá. Thì Cương cũng đã chia sẻ với anh em là từ lúc mọc cho đến lúc hoàn thiện. Và đây là cảnh mà Cương được anh Trọng và chị Phượng gửi lại những thức video rất là quý báu để Cương chia sẻ lên những anh em yêu quý Cương, những ai mà đang tìm hiểu về gỗ để Cương có thể chia sẻ anh em biết rõ hơn, chi tiết hơn. Thì tại sao anh em thấy Cương phải dùng thước để đo như này thì Cương cũng xin là chia sẻ anh em một cách là rõ ràng và chi tiết nhất nhá. Thì khi mình ráp cái bộ quây sập nó lên như này rồi thì anh em nên nhớ dùng cái thước để anh em đo góc, bốn góc anh em nhá, đo hai cạnh đường chéo. Tại vì là đường chéo của hình chữ nhật với đường chéo của hình vuông là nó bằng nhau. Nên anh em cứ đo chéo góc là nó bằng nhau, tức là cái này nó đã vuông. Khi mà nó đã vuông thì anh em hãy dùng cái búa để anh em gõ nhẹ xuống là mộng nó sẽ kín. Đó, khi kín thì nó sẽ tạo ra một độ rằng nó rất là vững chãi. Đây, tại sao Cương phải đo đi đo lại như này? Tại vì là nó chưa cân. Khi mà chưa cân thì mình phải đo cho nó bằng cân, mình xê góc các góc góc kia để cho nó bằng nhau đi. Thì lúc đó thì nó sẽ vuông và nó khít luôn. Đó. Nếu anh em mà thấy chia sẻ của Cương đây mà thấy hay, mà có ý nghĩa giúp đỡ được anh em điều gì hoặc là giúp đỡ được ai đó điều gì thì anh em hãy chia sẻ cái video này đến những ai đang tìm hiểu về cách lắp sập như này để mọi người có một cái nhìn rõ ràng nhất và chi tiết nhất để anh em lắp nó không bị nhầm anh em nhá. Thứ nhất là nó không bị nhầm mà lắp mà nó phải chuẩn vào như thế thì anh em sẽ gõ xuống nó rất là nhẹ nhàng và êm ái. Một số anh em cứ giang tành ra khi mà lắp được cái mộng vào, cứ giang tành ra gõ mà không đo được đường chéo này một cách là vuông góc nha anh em nhá, thì anh em gõ lên cái nó sẽ vẫn bị xéo mộng, mà nó căng mộng, chỗ thì lỏng quá mà chỗ thì lại bị xéo quá là nó sẽ bị vỡ mộng. Đó, khi mà vỡ mộng thì nó rất là không hay anh em á. Đấy, cũng sẽ có nhiều trường hợp như thế rồi, nên là khi anh em làm mà thấy cái chia sẻ của Cương như này thì anh em hãy lên lưu tâm một chút, anh em hãy xem thật kỹ để anh em làm, áp dụng vào thực tế mà làm. Đấy, như Cương lắp như này lên là rất là ok luôn, rất là nhẹ nhàng, bốn mộng kín đét luôn, chứ không có một chút nào gọi là hấy ở đây cả, hay là háy ở đây cả. Đây, rất là vuông vắn. Khi mình kê được vuông như này rồi thì mình đặt mặt lên cái là nó ok luôn thôi, mịn màng. Đây là, nếu anh em nào mà thấy cái chia sẻ của Cương đây mà thấy hay mà có ý nghĩa thì anh em hãy chia sẻ cái video này đến những ai đó mà đang tìm hiểu về cách lắp mộng này nhá. Cương nói thật đấy, là chia sẻ rất là chi tiết luôn. Còn anh em nào mà có những cách nào lắp hay hơn thì hãy chia sẻ, hãy comment ở trên kênh của Cương để cho mọi người cùng học hỏi. Đó là mong muốn của Cương. Còn đây là anh chị đã đặt cái bộ sập này là 2 tấm đặt lên anh em nhá. Thì Cương cũng đã chia sẻ rồi thì tại sao mà Cương phải đi đến là hơn 400 cây số để vào đến nhà anh chị đây. Thì thực sự là khi mà gửi xe, thường khi là Cương gửi xe hàng ghép, một số anh em đã ủng hộ Cương rồi thì là sẽ biết là Cương gửi xe hàng ghép thì nó sẽ tiện cho cả hai. Nhưng mà đối với nhà anh chị thì thực sự là đường, có nghĩa là cái cung đường mà để gửi xe hàng ghép thì vào đến đây thì nó rất là khó. Mà anh thì cũng nói ra cái lỗi khổ của anh, nói ra cái sự lỗi khổ của anh, nên là Cương đã nói chung là quyết định đi xe nhà đến tận nhà anh chị để bàn giao cho anh chị một cách là gọn gàng và chi tiết nhất. Đó, rất muốn là anh chị là cảm nhận được cái bộ sập mà Cương giao cho từ lúc mà Cương giới thiệu với anh cho đến lúc mà Cương bàn giao, nó là vẫn là nó thôi, vẫn là y nguyên như vậy. Nói sao là Cương giao đúng như vậy chứ không sai đi một gem nào cả. Đó, nếu anh em thấy chia sẻ của Cương đây mà thấy hay mà có ý nghĩa thì anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương. Hãy chia sẻ cho Cương cái video này đến những ai đang tìm hiểu về gỗ để mọi người có một cái nhìn rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Thực ra trong video này Cương muốn chia sẻ anh em là cái cảnh mà Cương đi giao hàng là một, mà cảnh Cương lắp cái quây sập kia là hai, để cho anh em có một cái nhìn rõ ràng nhất, chi tiết nhất về cách lắp sập. Còn để lên quây như này thì anh em hãy xem hết video này, anh em sẽ thấy được cái bộ sập này để lên quây nó rất là đẹp. Chứ còn mình, còn bộ này mà nếu mà ngắn ngắn như vậy mà mình để trên là cái chân ngựa thì để ở nhà như này thì trông nó cũng hơi bị tù một chút. Nhưng mà để lên cái quây này thì nó rất là đẹp anh em nhé.
nó rất là đẹp luôn. Thì thêm ra cái quây này, thêm ra cũng một chút tiền nữa thôi thì nó lại được đẹp anh em ạ. Đấy là chia sẻ của Cương. Đây, khi đặt lên quây rồi thì anh em hãy cùng Cương đấy, mình có phải là lêm liếc gì đâu, tại vì khi mình đặt lên quây này thì mình phải thẩm nó phẳng lên rồi, nên là cái bộ ghế này nó cũng tương đối là phẳng mặt dưới, nên là mình để lên này cái là nó khít luôn. Đây anh em nhìn nhá, Cương sẽ quay lại toàn cảnh để anh em có một cái nhìn rõ nhất và chi tiết nhất. Khi mình đặt được lên như này rồi thì mình phải xê cho nó vuông vắn đâu đấy thì nhìn nó sẽ toát ra cái vẻ đẹp của cái sập này. Đó, đây anh em hãy cùng Cương theo dõi hết cái video này thì anh em sẽ nhìn rõ hơn, chi tiết hơn. Cũng rất là cảm ơn anh chị cũng đã tin tưởng và đặt hàng nơi là cơ sở nhà Cương để Cương được phục vụ anh chị một cách là chi tiết nhất. Đây anh em hãy cùng Cương theo dõi hết cái video này, khi mà đã xong xuôi đâu đấy, bóc giấy bóng ra đâu đấy thì sẽ trả lại một cái vẻ đẹp rất là ok luôn tại không gian nhà anh chị đây. Thì ở xưởng thì Cương cũng đã chia sẻ rồi, ở xưởng nó là cái không gian ở xưởng nhà Cương thôi, còn như đến nhà anh chị mới là thực sự là cái không gian để nhà anh chị dùng. Đây, Cương sẽ quay toàn cảnh cái bộ sập này để anh em có một cái nhìn rõ nhất, chi tiết nhất về cái bộ sập này. Bộ sập này là nó cao vào 65 phân anh em nhé, được làm bằng hai tấm gỗ gõ đỏ Ghana Đồng Vân. Đây thì anh em hãy nhìn cũng đẹp, cũng đẹp đấy chứ anh em nhỉ, chứ không phải xấu đâu. Khi đặt lên cái quây này thực sự là mình chơi thì mình đặt lên cái quây này thì Cương nói gọi là chấm hết rồi, còn không có mình đặt lên cái sập ngựa, đặt lên cái chân ngựa kia cũng đã đẹp, tại vì lắm người bảo là còn phải để là vệ sinh thì như nào quây này cũng vẫn vệ sinh được anh em nhé. Đó là chia sẻ của Cương, còn Cương sẽ làm theo ý của mọi người đặt như nào thì Cương làm như vậy, và cũng tư vấn cho anh em hiểu rõ hơn về gỗ cũng như chất lượng của gỗ. Và đây cũng là món quà sinh nhật rất là có ý nghĩa của anh Trọng và chị Phượng dành cho con trai của mình. Cương cũng xin chúc gia đình anh chị là luôn là mạnh khỏe, bình an và luôn luôn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau những lúc vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.